Sạch sẽ có hỏi đi. Đậu ơi là đậu, ở đây giờ là còn muốn mày ở đây. Mau mau vào trả nước cho Ngọc Hoàng đi. Cái táo lên chồng đến nơi rồi kia. Tỉnh dậy, lên mấy cái đã chồng rồi. Trời ơi, đậu ơi. Người ở thiên đình công nghệ mà đầu óc và tâm lý à. Thiên đình đá nó vi diệu lắm. Chỉ cần đậu xoay một cái là nó đến ngày ngay. Thiên đình đậu xoay, nhất là xoay. Đậu xoay này. Người ta đến chả rồi, hai ba rồi đấy. Em ta chim cắt ngũ. Người ta đến chả rồi. Đó là cái gì hả? Ừ. Ừ. Rất là bận rộn. Mình cứ bắt đây là làm luôn. Làm đây là làm nhiều việc nhé. Còn mình sẽ đi đâu đi đâu. Này, con này, này. Trời ơi, bận thế này cực sự quá. Này thần xin thể hiện tài năng thơ ạ. Các bạn mà hỏi thì là thần sổ thơ đến đấy ạ.
Dạ. Thế thì thể hiện đi. Dạ. Giờ thần đến cơ quan đã bưng xuống ghế là làm việc ngay. 10 giờ cốt vẫn đều tay mà bê đi bất chẳng hay sự gì. Đến trưa bạn dù ăn đi được bạn đứng dậy trước khi cốt xong. 1 giờ đàn đá lên lòng cà phê một tách chồng mông lên hàn. Trở la điệp trên bàn một thằng ít khói một nàng testing. 3 giờ ao lúc báo tin khẩn trương đứng dậy meeting hàng tuần. Review đừng đáp rất cần đi dai đúng chuẩn một lần chẳng xong. 8 giờ đàn vẫn trên nòng con men lốc bút mới xong một ngày. Anh ơi, hôm nay là trẻ em nhiều hơn 9 giờ em được tổng phẫn ngồi cái gì đang có. À, trẻ em. Nhưng mà ta thấy táo phát triển, làm việc hiệu quả, thăng say nghiên cứu. Như thế là ta vui rồi. Có phải không táo phát triển? Dạ vâng ạ. Làm nào cảm ơn mọi người cũng được. Dạ, năm qua đúng thật anh Minh chẳng nghe rằng giống linh tinh đổ già. Cái thứ người ta gọi là bỏ nhái cáp và đồ già anh chạy ăn được rồi anh mất thật. Này này, xin lại hàng chị đi nhá. Chị chuẩn mê đấy, bỏ đồ chuẩn mê. Còn đây thấy chị chuẩn không? Chuẩn của nó. Ôi, báo cáo tiếp đi, báo phát triển. Hôm qua nghiên cứu hàng dày cái mã muốn chấm mấy tay đón chào. Ao thì có em nào nâng nghiên sở mã đưa vào triển khai. Phát triển công nghệ tương lai dựa trên nền tảng chấm 2 SCP. Chỉ làm Smart PC, S3O đất thần thì làm sao. Smartphone tính chất nào anh em được cái đứa nào cũng vui. Dạ, cảm ơn Bảo Hoàng. Năm vừa qua Bảo Hoàng đã tăng trưởng cho anh em mỗi người một chiếc smartphone. Cho nên anh em ai cũng vui nhỉ. Ừ, tố gắng. Thế sang năm thì sao? Dạ. Sang năm còn có quyết tâm phát triển thiết bị đủ tầm vươn xa. Thiết bị đầu cuối của ta, IoT đó vẫn là ưu tiên. Quen thì bạn có tiền, em đi rút nỗi niềm tương lai. Small cell tỏa sức dài, cải tiến công nghệ wifi chuyển mình. Quyết tâm xây dựng lab sinh, anh em mòn mỏi dân tinh thiết tha. Cố gắng sau một năm qua, một bước thắng lợi đậm đà khí xuân. Năm qua thắng lợi ra quân, năm sau tiền thưởng muôn vất nhiều hơn. Em có qua. Thế đây là những tâm sự và những điều của anh em An thần là mong Bảo Hoàng thẩm thấu đặc biệt thấu hiểu và đi tốt lắm. Ta rất hài lòng với Táo An đi. Cố gắng hơn nữa nhá. Dạ. Ôi cho Mưu. Dạ. Xin mời Táo tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có phẩm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều người đi cố, lần lần cố thì mới lái đi rồi. Thôi thôi, đi đi ạ.